Trọng tài nhiều lần xử ép bóng đá Việt Nam bị điều tra dàn xếp tỷ số. Trọng tài người Trung Quốc, Manin đang bị điều tra vì liên quan đến dàn xếp tỷ số và nhận hối lộ. Trung Quốc đang tiến hành mở cuộc điều tra quy mô lớn với mục đích làm sạch nền bóng đá. Mới nhất, nhiều trọng tài thường xuyên làm nhiệm vụ ở giải trong nước đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan chức năng. Nổi bật trong số này có ông Manin, người khá quen mặt với bóng đá Việt Nam. 3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không thể thuê các trọng tài ngoại cầm còi ở giải quốc nội. Chính vì vậy, nhiều trọng tài nội đã được trọng dụng. Nhưng trên thực tế họ không đáp ứng được trình độ chuyên môn cũng như tư cách đạo đức. Vì vậy, những tiếng còi gây tranh cãi đã xuất hiện rất nhiều tại giải Chinese Super League. Một số đội bóng được thiên vị rõ ràng. Trong số các đội được hưởng lợi có Shanghai Pot, câu lạc bộ cũ của cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Xuyên. Các trọng tài như Manin, Fu Min, Giang Lei được cho là đã rất nặng tay với Shandong Taishan, đối thủ của Shanghai Pot. Câu lạc bộ Shandong Taishan đã nhiều lần vì bức xúc và khiếu nại các quyết định của trọng tài. Nhưng cuối cùng mọi khiếu nại đều không được giải quyết. Tờ Sohu viết: trong quá khứ, trọng tài Manin từng nhiều lần cầm còi ở các trận đấu có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam. Tại AFF Cup 2012, vị vua áo đen người Trung Quốc bắt chính trong thất bại 0-1 của tuyển Việt Nam trước Philippines. Trận này, ông Manin đã đưa ra rất nhiều quyết định khó hiểu và gây bất lợi cho đoàn quân áo đỏ. Đến bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trọng tài sinh năm 1979 tiếp tục có những quyết định gây tranh cãi khi cho Malaysia hưởng quả 11m dù trong tình huống đó Huy Hùng đã khép tay sát người. Sau đó, trọng tài Manin còn nhiều lần cầm còi ở các trận đấu có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam như gặp U23 Jordan, U23 châu Á 2016, Campuchia, AFF Cup 2016, hay U23 UAE, U23 châu Á 2020. Thông tin liên quan, trong thời gian qua đã có rất nhiều quan chức của bóng đá Trung Quốc bị bắt vì liên quan đến nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, Li Tai và hơn 10 cầu thủ cũng đang bị điều tra vì hành vi tương tự.